Ngày 28 tháng 2, ông Bùi Thế Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết ông đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông N.D. C, 48 tuổi, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến để phục vụ điều tra việc gia đình em Y. Học sinh lớp 12 tố ông đã quan hệ tình dục với Y, dẫn đến em mang thai 28 tuần. Ông Dũng cũng cho hay những ngày qua, trước sức ép dư luận, ông C đã nói khi có kết luận sẽ không dạy ở trường này nữa. Trước đó bà T, T, S, mẹ em Y có đơn gửi các cơ quan chức năng thành phố Hà Tiên tố cáo thầy C, giáo viên dạy môn địa lý của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến đã nhiều lần gọi điện rủ em Y đi uống cà phê, trò chuyện. Đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, ông C gọi Y đến nhà nghỉ L, D ở phường Pháo Đài và sau đó quan hệ với em Y nhiều lần. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2024, phát hiện con gái có nhiều biểu hiện bất thường, bà gặng hỏi nhiều lần mới biết thầy giáo C đã dụ dỗ con gái bà dẫn đến mang thai. Theo bà T, T, S, sau khi biết được sự việc, thầy C đã gặp gia đình yêu cầu xét nghiệm ADN để chứng minh có phải là con của thầy hay không. Nếu phải, thầy C sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, còn nếu không thì gia đình phải bồi thường danh dự cho thầy. Thượng tá Lâm Minh Hiển, trưởng công an thành phố Hà Tiên, cho hay đơn vị đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của gia đình em Y, tố cáo thầy C giao cấu với em. Hiện tại cơ quan điều tra đang vào cuộc thu thập thông tin điều tra vụ việc.